Xin chào tất cả bà con và cũng như là tất cả mọi người bà con xung quanh ở khu vực nơi đây, tất cả bà con à. Sáng hôm nay là xuống đồng, có mặt tại đồng lúc 6 giờ sáng. 6 giờ sáng nhưng mà 10 phút nghỉ ngơi thì 6 giờ 10 đi làm nông đã tiếp tục công việc hành nghề của mình. Đây là một con suối rất là to dưới đồng ruộng sâu tất cả mọi người. Cách đây 20 năm về trước là mẫu cái mùa mưa gió nước ngập là nơi đây là cũng như là một cái con sông suối cá mú rồi rất là nhiều, cua trình ếch nhái rất là nhiều nhưng ngày hôm nay vẫn như vậy tất cả bà con. Thời gian dài bữa nữa cây lúa xanh tốt nước đồ, ban đêm mình chỉ đi review ếch nhái cho tất cả mọi người cùng xem. Thấy qua hình ảnh nhưng mà to lắm nha tất cả mọi người con suối trẻ dài nấu liền từ ngoài cầu vợ đây, ngoài cầu vợ đó nấu liền chạy vào thẳng ra lại đất luôn tất cả mọi người. Lại Khánh Nam, Lại Khánh này, và bên kia là của Vinh Cang, Vinh Cang ranh giới với con suối tất cả mọi người. Và cái ý nhỏ nhỏ đến tự ghém tất cả bà con để cùng đồng hành cùng Tí làm nông. Những bà con nào làm ruộng thì tê bét mặt mừng cùng Tí làm nông. Mọi người bây giờ đang làm ngoài đồng cũng rất là nhộn nhịp. Và đây là con mương, những đám ruộng trên đây là chảy xuống con suối này tất cả bà con mọi người. Mà làm ruộng Tí làm nông đó, hai sào tất cả mọi người, hai sào đây là hai sào mình đã làm xong. 6 giờ 10 phút bắt đầu, 7 giờ 47 phút là đã xong. Còn mình ghi là đám ruộng của chú bốn tính, má mình đang giải đó. Mình thì khâu làm đất, làm mặt bằng, còn giải là mà má của mình đang giải tất cả mọi người. Thời điểm hôm nay là thời tiết mùa nắng hạn, không phải như mùa mưa thì nó lại khác. Và cái phần mà ta làm trước khi cái phần để giải giống là phải méo rò rảnh băng mặt bằng, trang mặt bằng, gò súng sang là mưa trà mặt bằng láng liếc rầu là mưa giải. Nó qua rất là nhiều bốn anh em cái giai đoạn. Thời buổi này nó khác, còn mùa mưa nó lại khác. Trưa hôm nay chúng ta giải tại xã thì chúng ta để sáng hôm nay chúng ta mép rò rảnh này, chúng ta cào mặt bằng, căng mặt bằng rầu là trà lan liếc rồi giải luôn. Không nên làm trước ngày hôm qua hôm kia. Lý do vì sao chúng ta không nên làm trước, những bà con là cứ mép rảnh rồi lấy cái trang cào mặt bằng trước để cách thời gian là 10 tiếng hoặc 15 tiếng hoặc là 20 tiếng 24 tiếng. Rồi thời tiết hôm nay nắng hạn vậy, coi chỉ trong vòng 15 20 phút là nó khô liền, không có như cái giai đoạn mùa mưa. Nếu giai đoạn mùa mưa thì chúng ta có thể làm trước đây 3 ngày rồi để sáng hôm nay chúng ta căng mặt bằng chúng ta giải thì vẫn ok. Nhưng mà hôm nay là mùa khô hạn nha tất cả mọi người, chúng thời gian giờ nào mà chúng ta giải chúng ta làm xong chúng ta giải luôn. Như hồi sáng nay mình cũng gặp một sự cố để đám ruộng của mình, là mình đã làm bữa hôm qua này. Hôm qua là mình mép rò rảnh này, lấy cái trang mặt bằng để cứ cào trước rồi xem là để sáng này xuống là trà mặt bằng đầu giải, cuối cùng sáng này xuống trà không được, trà rất là mệt luôn, hai sầu luôn mà trà rất là mệt, đành cái tê là hay nói chung là nó bây giờ cái con chuột rồi đồ là nó chạy đầu mắt luôn tất cả mọi người đấy. Nên thành là sáng này là nó xi mất, nó xi, nó không có nước. Mùa này chúng ta nên có kinh nghiệm là để nước ôm ơn, để nước rất là nhiều, nước cho lá nước. Mép rò rảnh chúng ta trang, chúng ta trà là chúng ta xô vừa sổ tổ, vừa cho nước chảy thoát là chúng ta vừa làm. Thời gian trong 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ là xong chúng ta giải ok. Không nên làm trước thì nó bị xi cái mặt của mình, là phải có nước. Có nước mình mới làm được. Có nước ướt át mà mình mới làm được nha tất cả mọi người, chứ mình mà khô khan là nó rác tất cả mọi người. Tại vì thứ nhất là lý do sao là ướt át là làm mới được là cái trà là mình phải trà, mình tháo đầu nước lúc nào mình trà đó là nó nhanh láng mà nó nhanh lấp gió dừng trong. Với lại thứ hai nữa là nếu nó khô là mình phải cây ghi cái tê trà nó mạnh, tê là mình phải lấy gần mình nếm cái cán trà rồi là nó rác. Nó rác cái tê mình là gì vậy? Tê mình nó dột vào tê. Lý do nhanh thành là ruộng xi là làm nó rất là nặng nề mà nó khô khan mà nó lại rác. Lý do nhanh thành có nước ướt át thì làm nó mới ok, chất lượng ok nha các bạn. Ngày hôm nay cũng như ngày cuối mình làm ruộng nhưng mà mình sẽ tiếp tục thời gian phun thuốc này,
Rồi giải phân này mình vẫn lên xéo cho tất cả mọi người cùng chia sẻ với tí làm nông. Nên xem bà con cần nhắc nhớ làm ruộng xạ không nên để xi. Lý do mình làm trước, trước là mấy ông rắn rồi cào gò sủng này, rồi để thời gian qua qua ngày đêm và nên thành qua hôm sau là nó mới bị suy nha tất cả mọi người. Mình xạ thì sáng nay mình làm luôn là mình xạ luôn, làm đâu mình xạ mình giải đó là rất là ok cho theo cái mùa nắng. Còn thời tiết mùa mưa thì nó lại khác, mùa mưa là chúng ta có thể làm nêm nghề 3 ngày chúng ta để rồi chừng nào chúng ta cào mặt bằng chúng ta giải thì vẫn ok. Thời gian qua mình cũng rất cảm ơn rất là nhiều tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.